Xin chào tất cả mọi người. Khi chúng ta không trả lời được một câu đố thì chúng ta nói thế nào ở trong tiếng Pháp? Trong tiếng Pháp chúng ta sẽ nói là Je donne ma langue au chat. Động từ donner là cho, la langue là cái lưỡi, cho con mèo cái lưỡi. Như vậy câu này chúng ta phải hiểu theo nghĩa bóng. Nghĩa bóng có ý nghĩa như sau: Demander la solution d'une devinette ou d'une question à laquelle on devait répondre, avouer son ignorance. Có nghĩa là chúng ta xin cái lời giải đáp của một câu đố hay của một câu hỏi mà chúng ta phải trả lời nhưng mà chúng ta không có thể trả lời. Hiểu theo nghĩa bóng, xin lời giải đáp cho một câu đố hay một câu hỏi mà mình không thể giải đáp. Như vậy chúng ta thấy là cái câu này là cho con mèo cái lưỡi, nhưng mà chúng ta hiểu theo nghĩa bóng là chúng ta xin một cái lời giải đáp cho một câu đố mà mình không có biết câu giải đáp. Je donne ma langue au chat. Và sau đây chúng ta coi nguồn gốc của cách nói như thế này. Origin, nguồn gốc xuất phát. Ngày xưa người ta nói là jeter sa langue au chien, đem cái lưỡi cho con chó, ném cái lưỡi cho con chó. Và cái cách này nó có một cái cách nói vào thời đó là nó có vẻ như là hạ giá trị con chó, là bởi vì người ta chỉ vứt cho con chó những thức ăn thừa. Jeter sa langue au chien. Như vậy cái câu nói jeter sa langue au chien ngày xưa thì có nghĩa là không muốn tìm câu giải đáp cho một cái câu hỏi. Nhưng mà dần dà thì câu này sẽ biến thành Donne sa langue au chat vào thế kỷ thứ 19. Sự kiện người ta nói là Jete sa langue au chien. Nhưng mà tới thế kỷ thứ 19 thì người ta lại nói là Donne sa langue au chat. Thay vì cho con chó thì cho con mèo. Thật vậy, vào thời kỳ đó, tức vào thế kỷ thứ 19, thì con mèo được coi như là một cái con thú nó giữ bí mật, nó không nói gì nhiều. Nó không nói nhiều, do đó nó có một cái giá trị, cái lời nói nếu nó nói ra nó có một cái giá trị đáng kể. Như vậy người ta mượn cái cách nói, lời nói của con mèo để chúng ta trả lời cho một câu đố chúng ta không trả lời được thì nhờ con mèo nó trả lời. Donne sa langue au chat, đó là cái giải thích, cái nguồn gốc của câu nói này. Và chúng ta khi đố ai mà người ta không trả lời được thì mình nói: các bạn chịu thua chưa, các bạn có câu giải đáp không? Thì mình nói là Donnez-vous votre langue au chat? Donnez-vous votre langue au chat? Bạn có cho con mèo cái lưỡi không để cho con mèo nó trả lời dùm? Ý có nghĩa là các bạn không thể trả lời được phải không? Các bạn có chịu thôi chưa? Như vậy đây là một bài tập nói mà thực sự ra chúng ta chỉ nói có một câu thôi. Đó là chúng ta nói Je donne ma langue au chat khi chúng ta không trả lời được một câu đố hay một câu hỏi. Và đây là cách nói rất là phổ biến của người Pháp. Đố cái gì mà mình không trả lời được thì mình nói Je donne ma langue au chat. Rồi mình nói một cái gì, đố một cái gì mà người ta chưa trả lời được thì mình hỏi là: các bạn có cho con mèo cái lưỡi không? Donnez-vous votre langue au chat? Donnez-vous votre langue au chat? Và chúng ta cũng vừa coi cái nguồn gốc của cái câu nói Donne sa langue au chat nghĩa là gì. Vậy chúng ta chỉ tập nói đúng có một câu này thôi, Je donne ma langue au chat. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ có một số câu đố. Câu đố là devinette. Devinette là một danh từ xuất phát từ động từ deviner. Deviner có nghĩa là đoán, tức là chúng ta biết được nhờ suy đoán. Parvenir à connaître par supposition, giả thiết là như vậy rồi mình trả lời. Ví dụ, deviner la pensée de quelqu'un, chúng ta đoán cái ý tưởng của một người nào đó. Deviner les intentions de quelqu'un, chúng ta đoán cái ý định của người nào đó. Deviner ce qui est sous-entendu dans un récit, dans un écrit, dans une parole. Écrit là một cái bản văn viết, parole là một cái lời nói. Trong một cái bản văn viết hay một cái lời nói, nó có cái gì ẩn ý, sous-entendu là hiểu ngầm, thì chúng ta phải đoán. Như vậy đồng từ deviner có nghĩa là biết được nhờ suy đoán, chứ không phải là do một cái kiến thức chắc chắn. Parvenir à connaître par supposition. Ví dụ chúng ta có những câu nói như sau: Elle semble mal à l'aise et je devine pourquoi. Cô ta xem ra có vẻ như là không có thoải mái và tôi đoán biết được là tại sao rồi đó. Mình chỉ đoán thôi, mình không biết chắc chắn. Devine qui c'est, đoán xem là ai đó. Hoặc là devine est cette personne, devine qui est cette personne, bạn hãy đoán xem người đó là ai.
Ví dụ chúng ta nói như thế này, có người vừa mới gọi cho bạn, có người vừa tới tìm bạn. Ai vậy? Tự đoán xem là ai? Devine qui c'est hoặc devine qui est cette personne. Còn nếu mà chúng ta không đoán được thì je ne devine pas. Động từ devine đây là đoán, tôi không đoán được. Hoặc là giống như câu ở trong đề bài, je donne ma langue au chat. Hoặc là chúng ta cũng có thể nói là je n'arrive pas à deviner ce qui est caché dans la boîte. Động từ arriver à faire quelque chose là có thể làm, ở đây là không thể làm. Tôi không thể đoán được ở trong hộp có cất cái gì. Đó là chúng ta vừa nói một số ý nghĩa và cách dùng của động từ deviner. Và bây giờ chúng ta coi qua 20 câu đố. Và trong 20 câu đố này thì có lẽ là dịch ra tiếng Việt thì đơn giản cho mọi người. Nhưng mà chúng ta cũng tìm hiểu để học thêm tiếng Pháp. Câu số 1. Qu'est-ce qui doit être cassé avant qu'on l'utilise? Cái gì mà phải được đập cho nó gãy, cho nó bể ra trước khi người ta dùng nó? Động từ utiliser là dùng. Trước khi người ta dùng nó, avant que. Chúng ta thấy động từ utiliser phải dùng ở most subjunctive. Cái gì mà phải được đập cho nó vỡ, cho nó bể, cho nó gãy ra trước khi dùng? Đây là một câu đố và chúng ta nói đây là enough. Một tay trứng mà để nguyên như vậy thì không dùng được, phải đập cho nó vỡ ra. Và chúng ta có những cách đố của người ta. Qu'est-ce qui doit être cassé avant qu'on l'utilise? Đó là một trái trứng. Câu đố số 2 là một câu đố mẹo. Quel mois de l'année a 28 jours? Tháng nào trong năm có 28 ngày? Đôi khi chúng ta nghĩ ngay tới tháng 2, mà thực sự câu giải đáp là tất cả mọi tháng trong năm đều có 28 ngày. Tous les mois de l'année. Tous les mois de l'année. Người ta hỏi tháng nào, nhưng mà thực sự không phải là tháng nào hết. Tất cả mọi tháng đều có 28 ngày, rồi 28, rồi 29, rồi 30, rồi 31. Đây là một câu hỏi, một câu đố mẹo. Câu số 3. Qu'est-ce qui est toujours devant soi et qu'on ne peut jamais voir? Cái gì mà nó luôn luôn ở trước chúng ta và chúng ta không thể nào thấy được? Đó là cái gì? Qu'est-ce qui est toujours devant soi? Trước mình, nó luôn luôn là đứng trước mình. Et qu'on ne peut jamais voir, mà người ta không bao giờ thấy được, đó là le futur, đó là tương lai. Tương lai của mình thì luôn luôn ở trước mình mà mình không thể biết được tương lai sẽ có gì. Câu đố số 4. Je suis grand quand je suis jeune et petit quand je suis vieux. Qui suis-je? Khi tôi còn trẻ thì tôi cao lớn, nhưng khi tôi già thì tôi thấp đi. Vậy tôi là cái gì? Tôi là ai? Qui suis-je? Khi còn trẻ thì cao lớn, khi già thì thấp đi. Đó là ngọn nến, là bougie. Khi người ta chưa dùng thì nó cao, mà đến khi người ta dùng nhiều rồi thì nó thấp đi. Grand đây có nghĩa là cao lớn, và petit thì có nghĩa là thấp. Và đây là câu giải đáp, là bougie. Câu số 5. Je suis la seule chose où aujourd'hui arrive avant-hier. Que suis-je? Tôi là một cái đồ vật duy nhất, mà trong cái đồ vật này thì ngày hôm nay đến trước ngày hôm qua. Và chúng ta thấy đây là một cái nghịch lý, phải không ạ? Ngày hôm qua luôn luôn phải đi trước ngày hôm nay, nhưng mà ở trong cái đồ vật này thì cái ngày hôm nay nó lại tới trước ngày hôm qua. Vậy tôi là cái gì? Chúng ta để ý ở bên trên nhé. Qui suis-je? Tôi là cái, tôi là ai? Và ở dưới là que suis-je? Tôi là cái gì? Vậy chúng ta thấy câu giải đáp đây là un dictionnaire. Tôi là một cuốn tự điển. Trong cuốn tự điển thì cái chữ aujourd'hui luôn luôn đi trước chữ hier. Aujourd'hui bắt đầu bằng ký tự A, còn hier bắt đầu bằng ký tự H. Như vậy chữ aujourd'hui luôn luôn nó xuất hiện ở vần A, trong khi chữ hier nó xuất hiện ở vần H. Như vậy trong tự điển là một cái đồ vật duy nhất mà trong đó ngày hôm nay xuất hiện trước ngày hôm qua. Ý nói là cái chữ aujourd'hui xuất hiện trước chữ hier. Câu số 6. J'ai quatre pattes et un dos, mais je ne peux pas marcher. Qui suis-je? Tôi có bốn cái chân và có một cái lưng, nhưng tôi không thể đi được. Có bốn chân và chân là cái cẳng chân của con thú. Tôi có bốn cái cẳng chân và một cái lưng, nhưng tôi không thể đi được. Qui suis-je? Tôi là cái gì vậy? Như vậy là
Câu này đáp là Venus shares. Ở ghế thì phải có bốn chân và có một cái lưng dựa. Câu giải đáp là Venus shares. Và chúng ta hãy nhìn vào cái hình của một cái ghế. Một cái ghế thì nó có bốn cái chân ghế và có một cái lưng dựa. Thì danh từ chính thức để chỉ chân ghế là un pied. Pied là cái chân cũng như là bàn chân của con người. Pied d'une chaise là một cái chân. Chẳng hạn như chúng ta nói một cái chân nó bị hư, bị hỏng. Còn cái lưng dựa thì người ta dùng chữ dossier. Dossier là cái tựa lưng của một cái ghế. Pied là chân ghế. Dossier là một cái lưng dựa. Nhưng trong câu đố này người ta chơi chữ, người ta thay vì dùng chữ pied thì người ta dùng chữ patte. Patte là cái cẳng chân giống như của con mèo, con chó, con voi, con tất cả con thú bốn chân đó. Và chữ đô này là lưng của con người. Như vậy chúng ta thấy trong câu đố này là tôi có bốn cái chân và tôi có một cái lưng nhưng mà tôi lại không đi được thì tôi là cái gì? Thực sự ra chúng ta phải thấy patte là chân, là chúng ta nghĩ ra ngay một con thú bốn chân rồi nó có cái lưng như là lưng con người, lưng con thú mà không đi được. Chứ nếu người ta nói là tôi có bốn cái bàn chân thì không có hợp lý, không ai có bốn bàn chân hết. Rồi có cái dossier thì chúng ta nghĩ ngay nó là cái đồ vật. Ở đây người ta đố mẹo, tôi có bốn cái cẳng chân và một cái lưng nhưng mà tôi không biết đi, vậy tôi là cái gì? Như vậy là một cái ghế, in chair, và chúng ta nhớ path ở trong danh từ chính thức của cái ghế, ghế là pied, người ta không nói là path, và cái lưng dựa người ta nói là dossier, người ta không nói là đô như trong một câu đố này. Câu số 7, je porte des lunettes mais je ne vois pas qui suis-je. Tôi đeo kính, động từ porter là mang kính, như là một con người phải đeo kính thì là dùng động từ porter. Tôi mang cái kính nhưng mà tôi lại không thấy được thì tôi là cái gì? Thì đây cũng là một cái câu đố mẹo. Câu đáp án là lunette. Cái mũi thì nó mang lấy cái kiếng, cái kính phải dựa trên cái mũi thì mới đứng được, không có cái mũi thì chúng ta không thể đeo kính được. Như vậy ở đây là tôi mang kính, là tôi đeo cái kính, tôi chứa, tôi để cho cái kính nó có cái chỗ dựa nhưng mà tôi không thấy, bởi vì cái mũi thì không có mắt thì không có thấy. Đó là cái cách nói của câu đố này. Je porte des lunettes, mais je ne vois pas. Qui suis-je? Le nez. J'ai des dents, mais je ne mords pas. Qui suis-je? Je ne mords pas. Đây là mot thứ nhất số ít của từ mordre. Mordre là cắn. Ví dụ như con rắn, con chó nó có răng, nó cắn cái con khác hay là con người ấy. Tôi có răng nhưng mà tôi không cắn ai cả. Qui suis-je? Thì chúng ta thấy cũng là cái cách đố mẹo. Đó là A, E nhỉ? Một cái lược. Cái lược thì có nhiều cái răng nhưng mà cái răng của cái lược thì nó chẳng cắn ai cả, để mà chải tóc mà thôi. J'ai des dents mais je ne mords pas. Qui suis-je? Câu số 9, j'ai cinq doigts mais je ne suis pas vivant. Qui suis-je? Tôi có năm ngón tay nhưng mà tôi không phải là có sự sống. Có ngón tay thì phải là một sinh vật như con người, là phải có sự sống nhưng mà tôi lại không có sự sống, vậy tôi là cái gì? Thì là một chiếc bao tay, un gant. Cái bao tay cũng có đủ 5 ngón nhưng mà nó không có sự sống, nó là một cái vật, đồ vật. Câu số 10, je n'ai qu'un pied et je ne porte pas de chaussures. Tôi chỉ có một chân thôi và tôi không bao giờ mang giày dép cả. J'ai un chapeau mais pas de tête. Tôi có một cái mũ nhưng mà tôi không có cái đầu. Qui suis-je? Tôi là cái gì mà tôi có một cái chân nhưng lại không có bao giờ cái chân này mang giày dép hết? Tôi là cái gì mà tôi lại có cái mũ mà không có cái đầu mà sao lại đội mũ? Chúng ta có thể đoán được là cái gì không? Và sau đây là cái hình của cái đồ vật, cái món đó. Cái đồ vật đó, đó là một cái cây nấm, un champignon. Champignon là một cây nấm. Và trong các cái danh từ về hình thể học của cây nấm thì người ta gọi cái phần bên dưới này là pied, là cái chân của cây nấm. Và chúng ta gọi là pied. Còn cái phần ở bên trên nó như là cái mũ, cái nón đó, thì người ta gọi là chapeau. Ở dưới là pied và trên là chapeau. Thì thấy rõ ràng trong câu đố này tôi chỉ có một chân, con người thì có hai chân, cây nấm chỉ có một chân và cái chân này không bao giờ mang giày dép hết. Rồi đây là cái chapeau, là cái mũ nón thì đội lên đầu nhưng mà cây nấm thì lại không có đầu. Do đó cây nấm nó chỉ có hai thành phần, một phần ở bên dưới là pied là chân,
và phần ở bên trên là chapeau. Vậy câu đố này nói là tôi chỉ có một chân, je n'ai qu'un pied et je ne porte pas de chaussures, mà tôi không bao giờ mang giày dép. J'ai un chapeau mais pas de tête, tôi có một cái nón mà không có đầu. Qui suis-je? Vậy câu đố này là un champignon. Đáp án là un champignon, là một cái nấm. Câu số 11. Quelle est la lettre la plus tranchante? Lettre là một cái ký tự ở trong bảng ký tự, có 26 ký tự. Thì ký tự nào là ký tự sắc nhất? Tranchante, tranchante là sắc, như là cái con dao nó sắc. Thì ký tự nào sắc? Thì chúng ta thấy đây cũng là chơi chữ, bởi vì chúng ta có một ký tự là L, H. Ký tự H trong tiếng Pháp được phát âm là H, và trong tiếng Việt Nam đọc là H, và trong tiếng Pháp đọc là H. Và khi đọc là H thì nó giống như thế này, nó giống như là H ở trong một cái đồ vật đó. H là cái rìu thì phải sắc, phải bén thì mới chặt được những cái gốc cây, những cái khúc củi. Như vậy H là cái rìu. Vậy người ta chơi chữ, người ta nói là ký tự nào sắc nhất thì đó là ký tự H. Nếu mà chúng ta phát âm đúng ký tự này thì nó sẽ ra một cái danh từ là H. Và số 12, quelles sont les lettres de l'alphabet les plus fragiles? Những ký tự nào trong trong bảng mẫu tự mà nó rất là mong manh, nó rất là dễ vỡ, dễ gãy? Thì chúng ta có là ký tự O, laser. Khi chúng ta đọc cái này là laser, ký tự O mà đọc là laser thì nó giống như là như thế này, laser là những quả trứng. Như vậy người ta cũng là một cách chơi trứng, chơi chữ thôi. Laser là những quả trứng, nhưng mà đồng nghĩa với là laser là những ký tự O, và người ta đố là những ký tự nào trong bảng mẫu tự nó rất là mong manh, dễ vỡ thì là quả trứng. Giống như ở bên trên, ký tự H là sắc. Câu hỏi, câu đố số 13. Qu'est-ce qui ne peut pas parler mais répond quand on lui parle? Cái gì mà không thể nói được, không thể phát âm ra được, nhưng mà khi người ta nói với nó thì nó lại trả lời? Tự nó không nói được, nhưng mà khi người ta nói với nó thì nó trả lời. Đó là cái gì? Đó là l'écho. L'écho là tiếng vang. Khi chúng ta đi ra một cái khu vực nào hay là vào trong một cái phòng vắng, chúng ta nói cái phòng vắng mà không có đồ đạc, chúng ta nói thì có cái tiếng vang của cái lời nói của chúng ta thực sự là l'écho. Không bao giờ tự nó phát ra tiếng vang được, không tự nó nói được, nhưng mà nếu có ai nói thì nó đáp lại. Chúng ta gọi đó là l'écho. Câu số 14, qu'est-ce qui disparaît dès qu'on en parle? Cái gì mà nó biến mất khi người ta nói về nó? Khi người ta nói về nó là nó biến mất ngay, không nói thì nó có mặt, và khi người ta lên tiếng nói thì nó mất đi. Đó là le silence. Silence là sự yên tĩnh, yên lặng. Khi người ta nói lên thì không còn sự yên lặng nữa. Le silence. Câu số 15. Cela t'appartient. Cái này nó thuộc về bạn. Mais tes amis l'utilisent davantage. Nhưng mà các bạn của bạn thì lại sử dụng nó nhiều hơn. Qu'est-ce que c'est? Cái gì mà thuộc về bạn nhưng mà bạn lại không dùng, mà bạn bè của bạn dùng nhiều hơn? Cái gì của bạn mà người ta lấy, người ta dùng nhiều hơn? Đó là cái gì? Đó là le prénom, tên của mình. Tên của mình đâu có dùng, mà người ta dùng, bạn bè dùng, người thân dùng, gọi mình tức là dùng cái tên đó. Đó là le prénom. Và nếu chúng ta muốn dùng các câu đố này thì chúng ta đố, thường thường là đố các trẻ em, thì chúng ta cũng phải đọc cho nó suôn sẻ. Bây giờ chúng ta đọc lại 15 câu đố này. Qu'est-ce qui doit être cassé avant qu'on l'utilise? Quel mois de l'année a 28 jours? Qu'est-ce qui est toujours devant soi et qu'on ne peut jamais voir? Je suis rond quand je suis jeune et petit quand je suis vieux. Qui suis-je? Je suis la seule chose où aujourd'hui arrive avant hier. Que suis-je? J'ai quatre pattes et un dos, mais je ne peux pas marcher. Qui suis-je?
Je porte des lunettes, mais je ne vois pas. Qui suis-je? J'ai des dents, mais je ne mords pas. Qui suis-je? J'ai 5 doigts, mais je ne suis pas vivant. Qui suis-je? Je n'ai qu'un pied et je ne porte pas de chaussures. J'ai un chapeau, mais pas de tête. Qui suis-je? Quelle est la lettre la plus tranchante? Quelles sont les lettres de l'alphabet les plus fragiles? Qu'est-ce qui ne peut pas parler mais répond quand on lui parle? Qu'est-ce qui disparaît dès que on en parle? Cela t'appartient, mais tes amis l'utilisent davantage. Qu'est-ce que c'est? Khi chúng ta đọc câu đố này, chúng ta để ý là tôi là cái gì? Thì chúng ta phải phát âm chữ R này rất là nhẹ. Kisuish, kisuish, kisuish. Như vậy đây là một bài tập nói tiếng Pháp và chúng ta chỉ cần tập nói câu như sau. Khi chúng ta không trả lời được một câu đố hay là một câu hỏi thì chúng ta nói như thế nào? Chúng ta nói là Je donne ma langue au chat. Chúng ta tập nói câu này khi mình chịu thua, mình không thể giải đáp được với câu đố thì chúng ta nói là Je donne ma langue au chat. Và trong các phần sau gồm 15 câu đố, chúng ta cũng học thêm được một số các cái câu đố để cho vui, thì chúng ta có thể hỏi các trẻ em và đồng thời cũng có thể học thêm được một số từ vựng qua các câu đố này. Xin chào tất cả.